Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi được gặp lại các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải sách giải tích 12 nâng cao. Bài ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em đó là bài luyện tập cho bài lũy thừa. Luyện tập cho bài số 1. Bài luyện tập nằm ở trang 78. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung bài học. Câu số 8, đơn giản biểu thức. Ở đây có căn A trừ căn B chia căn bậc 4 của A trừ căn bậc 4 của B. Ở đây thầy sử dụng hàm thức nha. Căn A chính là căn bậc 4 của A tất cả bình. Căn B chính là căn bậc 4 của B tất cả bình. Chia căn bậc 4 của A trừ căn bậc 4 của B trừ. Ngay chỗ đây thì sẽ đặt nhân tử chung. Ở đây là căn bậc 4 của A tất cả bình cộng căn bậc 4 của A nhân với lại căn bậc 4 của B chia cho căn bậc 4 của A cộng căn bậc 4 của B bằng A bình trừ B bình thì bằng A trừ B tất cả nhân A cộng B. Căn bậc 4 của A trừ căn bậc 4 của B tất cả nhân căn bậc 4 của A cộng căn bậc 4 của B. Được không? Chia cho căn bậc 4 của A trừ căn bậc 4 của B trừ. Ở đây nhân tử chung là căn bậc 4 của A. Số ngọt còn căn bậc 4 của A cộng căn bậc 4 của B chia cho căn bậc 4 của A cộng với căn bậc 4 của B. Được không? Sau đó rút gọn thôi. Rút gọn thì nó còn lại là căn bậc 4 của A cộng căn bậc 4 của B. Ở đây là trừ cho căn bậc 4 của A. Như vậy nó chỉ còn lại là căn bậc 4 của B. Rồi tiếp tục tôi sẽ đến nội dung của câu B. Ở đây có căn bậc 3, đưa về căn bậc 3 nhé. Căn bậc 3 của A tất cả lập trừ căn bậc 3 của B tất cả lập. Căn bậc 3 với mũ 3 nữa thì còn là chữ A thôi nhé. Căn bậc 3 của A trừ căn bậc 3 của B trừ căn bậc 3 của A tất cả lập cộng căn bậc 3 của B tất cả lập chia căn bậc 3 của A cộng với căn bậc 3 của B bằng. Đây là hàm đẳng thức nhé. A mũ 3 trừ B mũ 3 bằng A trừ B. A trừ B. Tất cả nhân A bình. Cộng AB. Cộng P bình. Chia cho căn bậc 3 của A trừ căn bậc 3 của B trừ cho này là A mũ 3 cộng B mũ 3 nhé. Đây là hàm đẳng thức số 6, nó sẽ bằng A cộng B nhân A bình trừ AB và cộng B bình. Rút gọn này vấn này được không? Như vậy nó chỉ còn là căn bậc 3 của A bình cộng căn bậc 3 của AB cộng căn bậc 3 của B bình trừ. Hai này rút gọn, trừ thì nhớ đổi dấu nhé. Căn bậc 3 của A bình cộng căn bậc 3 của AB và trừ căn bậc 3
B bình. Rồi rút gọn, móc móc hết, nó còn là 2 căn bậc 3 của AB. Được không? Rồi tiếp theo, ta sẽ đến nội dung câu C. Đây, câu C đây. Cũng y hệt vậy ha, cũng y hệt vậy. Ở đây chúng ta có điều gì đây? A cộng B chia căn A cộng, xin lỗi, căn bậc 3 của A cộng căn bậc 3 của B. Thằng này sẽ là căn bậc 3 của A tất cả lập cộng căn bậc 3 của B tất cả lập chia căn bậc 3 của A cộng căn bậc 3 của B trừ căn bậc 3 của AB tất cả chia cho căn bậc 3 của A trừ căn bậc 3 của B tất cả bình bằng A mũ 3 cộng B mũ 3 thì bằng A cộng B. A cộng B thì rút gọn trong này rồi. Tất cả nhân A bình, A bình trừ AB cộng P bình. Này ghi lại chi được không? A bình này ghi lại căn bậc 3 của A bình ghi lại trừ một lần nữa hai lần chi kết quả khá đẹp nha, kết quả khá đẹp. Đây chính là hàng đẳng thức ha. Chi hai cái giống nhau chia nhau sẽ bằng bằng một. Rồi như vậy thầy vừa giúp cho bạn xong câu C. Tiếp theo ta sẽ đến nội dung câu D. Rồi câu D. Ở đây nó có là A trừ A trừ mấy? A trừ 1. Ở đây có căn A cộng 1 nè, thấy không? Rồi phân tích nó ra A trừ 1 chính là căn A tất cả bình trừ trừ 1. Được không? Còn ở đây nó có là A mũ 3 phần 4 cộng với A mũ 1 phần 2 thì dưới đây chúng ta có thể làm gì? Có thể đặt ngang tử chung ra là 1 phần 2, đúng không? Có thể đặt ngang tử chung ra là A mũ 1 phần 2. A mũ 1 phần 2 ra thì còn điều gì nhá? Thì nó còn lại là A mũ 1 phần 4, được không? 3 phần 4 mà trừ đi cho 1 phần 2 thì ra 1 phần 4. Đặt A 1 phần 2 ra rồi thì còn lại số 1. Đó, cái điều đó là tính sau. Nhân thằng này chính là A mũ 1 phần 1 phần 2 được không? A 1 phần 2 rồi cộng cho A mũ 1 phần 4 nhân với lại là căn A còn cộng 1 nhân thêm A mũ 1 phần 4 nữa cộng 1. À, ta phát hiện ra làm như thế này cho dễ rồi. Chúng ta sẽ làm như thế này nhé. Căn A trừ 1 nhân căn A cộng 1, căn A cộng 1 hết. Chứ vậy ở đây còn căn A trừ 1 thôi. Hình dung được không? Được nghe. Rồi cái mẫu đây là tạm thời ghi lại đây. Cái mẫu này là tạm thời ghi lại là A mũ 3 phần
3/4 cộng ai mũ 1/2. Lấy hai này nhân nhau này, lấy hai này nhân nhau này. 1/2 nhân với 1/4 là ai mũ 3/4. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số là cộng số mũ nhé. Cộng cho ai mũ 1/2 thì hai này sẽ trừ tiêu cho nhau, được không? Cộng 1. Hai này trừ tiêu cho nhau này bằng căn a trừ 1 cộng cho 1 bằng căn a. Được không? Rồi. Như vậy hướng làm của chúng ta là sẽ nhân hai này lại với nhau để rút gọn cho chỗ này. Sau đó cái chỗ a trừ 1 này dùng hàm ẩn thức để triệt tiêu vô này. Đó, đó là cách làm tương đối ngắn rồi đó. Tiếp theo tôi sẽ đến bài số 9. Tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương chứng minh. Căn mặt n của AB bằng căn mặt n của A nhân căn mặt n của B. Ở đây thì sẽ đặt nhé. Đặt x bằng căn mặt n của A, y bằng căn mặt n của B, được không? Rõ ràng là vì A, B lớn bằng 0 cho nên x, y nó sẽ lớn hơn bằng 0. Suy ra x mũ n thì bằng A, y mũ n thì bằng B, được không? Khi đó thì suy ra được là A nhân B sẽ bằng gì? X mũ n nhân y mũ n, được không? Và suy ra A nhân B sẽ bằng x mũ n nhân y mũ n là bằng x nhân y tất cả mũ n, được không? X nhân y tất cả mũ n là suy ra căn bậc n của AB thì bằng x nhân nhân y, suy ra căn bậc n của AB x thì bằng cái gì? X là bằng căn n của A nhân y là căn n của B. Và đây chính là điều phải chứng minh, được không? Căn n của AB bằng căn bậc n của A nhân căn n của B. Đó chính là điều phải chứng minh. Rồi tiếp theo tôi sẽ đến bài 10. Bài 10 chứng minh cái này. Mấy này là mấy bài lớp 9 thôi nghe. Mấy bài này lớp 9 thôi chứ không có gì hết. Mấy bài này chúng ta có thể dùng kỹ thuật là phát căn hai lớp cũng được, là bình phương đều được. Ở đây thầy sẽ dùng phát căn hai lớp nhé, với trái bằng 4 cộng 2 căn 3 trừ cho căn của 4 trừ 2 căn 3 bằng. Này lớp 9 tập khá nhiều rồi. 4 á, được tách ra là 3 cộng với 1, rồi trừ 4 được tách ra là 3 cộng 1 nhé, được không? Về chỗ này nó là bằng cái gì? Căn 3 cộng 1 tất cả bình trừ cho căn 3 trừ 1 tất cả bình. Hình dung được không? Này là A bình nè, căn 3 bình lên là A bình nè, cộng 2AB cộng B bình nè. A bình trừ 2AB cộng B bình bằng căn bậc 2 của A bình thì bằng trị đối của A trừ, tại vì trong trị nó dương rồi cho nên chúng ta có thể bỏ trị ha. Dấu trừ nhớ đổi dấu. Căn 3 trừ căn 3 hết, 1 cộng 1 bằng 2. Và đây chính là điều phải chứng minh, được không? Tiếp theo ta sẽ đến bài căn bậc 3. Chứng minh căn bậc 3 cộng căn bậc 3 bằng 3. Bài này chúng ta gặp một lần rồi nhé, gặp ở câu số 7 á. Câu B. Dùng giả sử nhé. Đầu tiên đặt trước đại đặt đây. Đặt cho nó dễ chịu. Đặt A là bằng căn bậc 3 của 9 cộng căn 8 80 cộng sẽ là B là bằng căn bậc 3 của 9 trừ căn 8 80. Vậy khi đó chúng ta sẽ giả sử nè, A cộng B bằng 3. Để mất căn bậc 3 thì mũ 3 2 vế ha. Mũ 3 2 vế nhé, tương đương A cộng B tất cả lập bằng 3 mũ
và mũ 3. A cộng B tất cả lập hạng thức, nó là A lập cộng B lập trừ 3B. A cộng B bằng 20, 27 tương đương. A lập là 9 cộng căn 81, 98, 9 cộng căn 80. Cộng P lập là 9 trừ căn 8, 80 trừ 3B. Lấy hai này nhân nhau, nhân nhau chính là hạng thức này. 9 nhân 9 là 81, 81 trừ cho 80 là 1, căn bậc 3 của 1 là 1. Nhân ở chỗ đây sẽ còn là A cộng B, A cộng B thì bằng 3, 20, 27, hết 18, trừ cho, xin lên đây cộng, cộng cho 9 bằng 20, 27, đây luôn, luôn đúng. Rồi, đây là một bài cũng là lớp 9 nhé. Rồi tiếp theo ta đến bài số 11 là so sánh ha. So sánh lũy thừa, một là chúng ta sẽ đưa về cùng cơ số, hai là sẽ đưa về cùng số, số mẫu. Được không? Còn cách kinh điển nhất là bấm máy tính là hết. Bằng căn bậc 3, căn bậc 2 của 3 là 3 mũ 1 phần 1 phần 2, 1 phần 2 tất cả mũ thêm trừ 5 phần 6 nữa là bằng 3 mũ âm 5 phần 12. Được không? Tiếp tục, căn bậc 3 của 3 mũ trừ 1 là 1 phần 3 nhé, nhân với là căn bậc 4 của 1 phần 1 phần 3 bằng căn bậc 3 của 1 phần 3, viết lại nè. Căn bậc 4 của 1 phần 3 là 1 phần 3 mẫu 1 phần 4. Được không? À, vì ở đây người ta đưa về cơ số mấy? Ở đây người ta đưa về cơ số, cơ số 3, cho nên dưới đây thầy cũng sẽ đưa về cơ số, cơ số 3 cho dễ nhìn nhé. Đưa về cơ số 3 luôn. Nhân 1 phần 3 là 3 mũ trừ 1, là 3 mũ trừ cho 1 phần 4. Được không? Bằng căn bậc 3 của 3 mũ, nhân hai lũy thừa cùng cơ số và cộng số mũ ha, trừ 5 phần 4. Được không? Bằng 3 mũ trừ số 3 này chia vô đây nữa là trừ 5 phần 10, 12. Như vậy hai cái số này nó làm sao? Bằng nhau ha. Vậy căn bậc 3, căn bậc 2 của 3 tất cả mũ âm 5 phần 6 nó sẽ bằng với lại căn bậc 3, 3 mũ trừ 1, căn 4 của 1 phần 3 bằng nhau nhé. Rồi tiếp theo tôi sẽ đến bài B ha. Bài B là lớp 6 đã làm được rồi đó. 3 mũ 600 và 5 mũ 400. Chúng ta sẽ, trong bài này chúng ta sẽ đưa về cùng gì? Cùng số mũ nhé, cùng số mũ. Chúng ta sẽ đưa về cùng số mũ là 200 đi nha, đưa về cùng 200. 3 mũ 600 á, thì bằng 3 mũ 3, tất cả mũ 200, 3 x 200 là 600 nè, là bằng 27 mũ 200, được không? 5 mũ 400 á, thì bằng là 5 mũ 2, tất cả mũ 200, bằng 5 mũ 2 là 25. Rồi rõ ràng là 27 lớn hơn 20, 25. Vậy 3 mũ 600 sẽ lớn hơn 5 mũ 400. Rồi tối nay lớp 6 luôn nghe. Rồi tiếp theo tôi sẽ đến nội dung của câu, câu C. Xem là câu C nó nói gì đây. Chúng ta cùng sẽ đưa về gì? Một là đưa về cùng cơ số và hai đưa về cùng số, số mẫu thôi. 1 phần 2 mẫu âm 5 phần 7,
1 phần 2 là 2 mũ trừ 1 ha, là 2 mũ 5 phần 7. Rồi cái thằng này căn bậc 2 nhân với 2 mũ 3 phần 14 bằng 2 mũ 1 phần 2 nhân 2 mũ 3 phần 14 nhân 2 lũy thừa cùng cơ số được cộng số mũ. Năm phần bảy luôn. Như vậy hai số này nó làm sao bằng bằng nhau à. Vậy 1/2 mũ âm 5/7 sẽ bằng với căn 2 nhân 2 mũ 3/14. Tiếp theo ta sẽ đến nội dung của câu học đi. Ở đây là mũ 30 với mũ 40, chúng ta sẽ đưa về cùng số mũ, đó là 30 40 cùng chia hết cho 10 ha. 10 là số lớn nhất. Ước chung lớn nhất á. Như vậy 7 mũ 30 á thì nó sẽ bằng là 7 mũ 3 tất cả mũ 10. Được không? 7 mũ 3 thì ra là 343. 4 mũ 40 thì là bằng 4 mũ 4 tất cả mũ 10. 4 mũ 4 thì bằng 256. Được không? Rõ ràng là 343 lớn hơn 256 rồi. Vậy 7 mũ 30 lớn hơn 4 mũ 40. Được không? Như vậy thầy vừa giúp cho các bạn xong bài luyện tập ha. Hôm sau chúng ta sẽ đến bài số 2, lũy thừa với số mũ thật, nằm ở trang 78. Xin chào tất cả các bạn.